mọi người, chào mừng mọi người đến với cái YouTube channel của Han. Rất là cảm ơn mọi người đã đón xem video của Han, rất là nhiều video thú vị khác ở trên YouTube nha. Hôm nay mình sẽ đến với là một chủ đề không phải về những chiếc váy nữa, mà Han để nói về đồ nội y của con gái. Thực sự Han cực kỳ mê luôn. Ngoài thì xem nào, Han mê rất là nhiều đồ luôn đó, mê rất nhiều thứ. Nhưng mà ngoài váy vóc này thì chủ đề thứ hai sẽ là về đồ nội y của con gái. Mà video này á thì có thể dành cho các bạn trai nếu mà muốn tặng đồ cho các bạn gái, muốn kiểu tặng đồ cho vợ cho... Và kiểu nếu các bạn gái muốn tự thưởng cho bản thân thì có thể đón xem video. Han có một bộ sưu tập nho nhỏ về những đồ nội y cũng công chúa bánh bèo tiểu thư. Nếu mà nói đúng ra ấy thì mình cũng không có nghĩ là mình nên mua những cái này đâu. Và đây là những cái đồ nội y mà thực sự con gái không cần thiết phải có. Thế nên đây chỉ là một sự gợi ý. Nếu mà ai cũng muốn kiểu yêu chiều bản thân rồi là cũng muốn mặc đẹp thì mọi người có thể đón xem tiếp video. Tất cả đồ nội y mà mình có hôm nay á đều đến từ một thương hiệu là For Love and Lemon. Thì mình biết cái thương hiệu này cũng rất là lâu rồi. Hình như cũng phải tầm được 5-6 năm gì đấy, trừ trước khi mình sang Mỹ cơ. Nhưng mà nó không có nổi tiếng lắm ở nhà, mình không hiểu vì sao. Nhưng mà nó cực kỳ nổi tiếng với cả mọi người bên này, bởi vì cái độ kiểu nữ tính này, nữ quyền, rồi là kiểu sexy cũng có, nhẹ nhàng, tiểu thư, công chúa cũng có. Han sẽ đến với cả 5 set đồ. Không, mình có 4 set đồ thôi. Đó, 4 set đồ và kiểu những cái bra hoặc là những cái bralette mình mua riêng lẻ các thứ nha. Đó, trời. Ok nha. Vậy là bây giờ mình sẽ đến với cái set đồ đầu tiên. Sẵn sàng chưa? Trời ơi, mọi người nhìn đi. Đó. Trời ơi, nó đẹp, nó xinh xỉu như thế nào. Đây, để mình tháo. Mình tháo ra khỏi mắt cho mọi người xem. Đó, tên của cái này được gọi với tên là Rouge Underwire Bustier. Đó, nhìn đi. Đây, để mình kiểu gần hơn nha. Đó, một kiểu cái này gọi là kiểu dáng cọc xe á, nhưng mà mình cũng không rõ tên tiếng Việt của nó gọi là gì luôn á. Đó, nhưng mà một cái đồ nội y, nó không phải là bra nhá, bra thì nó chỉ gắn đến đây thôi đúng không. Đó, nhưng mà nó có cả phần chân ở dưới này. Đó, nó được kết hợp giữa chất liệu là đây là ten này, sau này có đính, có thêu hoa, thêu máy. Đó, sau này có phần đăng ten là gen ở đây. Mình có cảm giác cái phần này ấy, nó giống lưới hơn, bởi vì nó có chất liệu cứng hơn là gen á. Không có nơ này, sao lại có một bông hoa hồng nhỏ nhỏ ở đây nữa. Trời ơi, xinh như thế này. Ui, mình thích những cái kiểu chi tiết nhỏ này lắm. Xong rồi có phần vai là cánh tiên nhá. Đó, có phần hơi đẹp nó. Đây là gọng này. Cái gọng này sẽ ở dưới chân ngực nhá. Nó sẽ kiểu ôm trọn được bờ ngực. Nó sẽ không có tác dụng. Những cái đồ như thế này ấy, thì nó không có tác dụng là kiểu làm cho kiểu độ được cái phần bầu ngực của mọi người to hơn được, nhưng mà nó lại có tác dụng rất là nâng đỡ luôn ấy, kiểu nó đỡ để kiểu ngực mọi người không bị chảy xệ các thứ đúng không. Đằng sau đấy nó có hai cái mắc cài như thế này. Đây là phần đằng sau. Ở đây cũng có gọng hết nhá, những cái phần này, nhưng mà cái phần này gọng rất là mềm thôi. Đó, ở đây đều được chạy. Đây có co giãn chun này. Bây giờ mình mới nhìn ra. Xong rồi cái dây này cũng có thể kiểu tùy độ dài của mọi người, muốn mặc kiểu thấp hơn một tí hoặc là muốn mặc cao hơn thì mọi người điều chỉnh được cái dây này này. Nhưng mà tuy vậy thì nó cũng không điều chỉnh được quá là nhiều dây đâu. Đấy, cho mọi người xem. Và đi kèm với em nó là một chiếc quần thít rất là xinh luôn. Đó, để mình tháo ra khỏi mắt. Trời ơi, quần thít này xinh chưa? Có một tí vải thôi mà đắt nha. Một chiếc quần chip đây đằng sau nó. Sau đó đằng sau có hai bông hoa hồng như thế này, ở bên trong thì nó có một cái lớp vải nhá. Cái vải này mình nghĩ là vải cốt tông ấy, kiểu để cho cái bộ cho cô bé của mình ấy chạm vào đây nó không bị kiểu trà sát, nó không bị làm kiểu xước cô bé nó. Đó, đây là một chiếc quần chip. Mặc dù cũng không có gì để nói, mặc dù những cái chi tiết của nó cực kỳ xinh. Đằng sau thì có anten, đằng trước thì có gen như thế này. Nó kiểu matching với cả cái nó rất là kiểu kết hợp với cả cái bustier của mình trên đó. Thì như thế này. Đó, và cũng cái đặc điểm của cái quần này á. Này, mình sẽ nói về size. Size của em này mình mua với cái size là extra small, là size XS đúng không? Đó, thì cái hãng này ấy, nó làm size hơi bị kỳ luôn được á. Bình thường các hãng khác ấy, như kiểu Victoria's Secret là nó có những cái đồ như thế này thì nó sẽ theo kiểu theo số và nó sẽ có đo được cái phần cúp ngực của mình. Như cái này ấy, mình thấy cúp ngực với cả cái phần chân ngực, nếu ví dụ là kiểu
Ví dụ là cúc ngực của mình nhỏ đi mà chân ngực mình to ấy, thì mình cũng vẫn phải mặc một cái size to hơn và kiểu cái phần ngực nó hơi bị rộng ra ấy. Thế nên là mình cũng mong muốn hãng kiểu kể cả đối với bra luôn nhá, không phải là cái bustier này đâu mà kiểu cái bra bình thường ấy, nó cũng làm kiểu size là kiểu extra small này, rồi small, rồi là medium với cả large các thứ ấy, thì mình thấy kiểu đối với những người mà size kiểu không cùng với hãng ấy thì hơi bị khó mua luôn á. Đó. Là mình cũng muốn chia sẻ là kiểu để mọi người kiểu có thể kiểu lựa chọn được một cái size hợp lý ấy, bởi vì thực ra cái đồ này hơi bị đắt. Thế nên là kiểu mà size của nào cũng không được hợp lý cho lắm. Nhưng mà cũng trộm vía là mong là kiểu sau nhiều lần mua ấy thì mình cũng có đúc kết ra được một vài kinh nghiệm đối với cả một vài kiểu dáng của shop á. Anyway thì quay trở lại với cái chiếc quần này này, thì mình cũng mua size như vậy là với cả size extra small, thì mình cũng có một vài chiếc quần khác rồi mà của hãng này ấy, thì mình cũng mua size là size nhỏ như thế này thì mình thấy mặc rất là ok. Nhưng mà đến cái quần này ấy, thì mình mặc hơi bị chật. Cái lý do ở đây ấy, là kiểu thường như mặc cái quần này ấy, thì mọi người không nên mặc kiểu kéo cao ngang như thế này đâu, bởi vì trông nó không được đẹp. Mọi người phải kéo vát lên như thế này này. Mà khi mà mình kéo vát lên như thế ấy, thì cái phần đằng trước của mình bụng trước khá là to ấy, khi mà mình kéo vát lên thì nó không có đủ độ co giãn để mình kéo lên như vậy. Đó. Tuy vậy thì đây là một chiếc quần rất là xinh. Mình cũng ngại ấy thôi, mình cũng kiểu hơi chật một tí. Bây giờ mình tập mông cho mông nó kiểu căng tròn lên thì cũng ok. Cái quần này mình mua với giá là 17 đô. Đó, cái quần này mua với giá là 17 đô và cái áo này mình mua với giá là 50 đô. Đó. Cái này thì mọi người có thể mặc thành áo được, xong rồi mọi người mặc một miếng lót dán ngực ở đây này thì để che lên đấy, xong mặc thành áo ra ngoài cũng được. Đó. Thì nhưng mà đây là cái đá 17 đô và đã được sale từ 39 đô xuống rồi. Cộng với là cái này là giá mình xem được là 129 đô và được sale xuống còn 50 đô. Đó. Đây là set đồ đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đến với cái set đồ thứ hai nha. Và đây là chiếc áo đầu tiên, Baby Bloom Bralette. Đó, đây là một chiếc bralette, một cái kiểu dạng bra nhưng mà nó không có miếng độn ngực, nó cũng không có miếng kiểu, nó không có tác dụng là kiểu nâng đỡ ngực của mọi người. Mình nghĩ là tác dụng chính nhất của bralette chính là kiểu cái độ thoải mái của nó và kiểu mọi người có thể mặc chui vào cũng được. Nhưng mà cái thiết kế bralette này này ấy, thì nó lại có cái mắc cài đằng sau. Đây, đây chính là thiết kế của nó. Và đây là mình có một em matching nữa luôn. Em này cũng có tên là Baby Bloom Tong Pantry nha. Đó. Đây là mình tháo ra khỏi mắt cho mọi người xem. Đây, đây là họa tiết của em ý. Cái này thì hoàn toàn là vải cốt tông nhá, không có thêu ren riết gì cả. Được không? Đăng ten này thì cũng là vải cốt tông nhưng mà có họa tiết, có đục lỗ. Trời ơi, nhìn xinh chưa? Không biết mọi người nhìn thấy được không nhưng mà nó có hoa này, họa tiết đục lỗ các thứ ở bên trong. Đó. Đây là kiểu hoa là hoa hồng nhá, Baby Bloom. Sau này nó có phần đáp ren ở đây, xong rồi có một chiếc nơ. Mặc em này cực kỳ thoải mái luôn bởi vì là kiểu nó không có gọng ấy, thế nên là nó không có ghì vào cơ thể của mình mà nó cũng có nút điều chỉnh. Đó, nó có nút điều chỉnh đằng sau này cho kiểu độ rộng ra các thứ, mắc cài bình thường như một cái như một chiếc bra bình thường luôn chứ nó không phải là dạng kiểu chui người vào ấy như các bralette khác. Đó. Cái dây này này mọi người cũng có thể điều chỉnh được, là ví dụ là kiểu vai của mọi người cao hơn ấy thì mọi người có thể điều chỉnh được cho dây nó rộng ra các thứ bình thường. Rất là xinh luôn. Tuy vậy thì em này có một đặc điểm là chỉ có một lớp thôi, chính xác là chỉ có một lớp và kiểu không có được may lining, là cũng không không có được may một lớp lót nữa. Thế nên là kiểu nếu mà bạn nào ngực bự ấy thì mình nghĩ là phải kiểu size phải to lên hơn một tí, có dán đầu ngực để kiểu che đi ấy, chứ không phải nó cũng lộ á. Đó. Thì mình mặc em này đúng rồi, mình mặc em này rồi. Không phải chỉ mặc thử mà mình mặc em này ra ngoài rồi thì có một đặc điểm mà mình không được ưng lắm, mình không hiểu vì sao nhá. Bởi vì là mặc dù cái thiết kế cái phần bầu ngực nó rất là to như thế này mà mình nghĩ là sẽ che được, mặc em này khá là lộ nhá. Mình không cảm mình kiểu cảm giác là mặc lên nó hay bị bè ra hai bên ấy, không biết nó hay bị kiểu tễ ra hai bên như thế này này, thì không hiểu là do cái cơ thể của mình hoặc do em này luôn. Nó đi cùng với em này là một set nào là một chiếc quần cực kỳ xinh luôn. Đây cũng là một chiếc thong, thì mình
quần đi về kèm với cái chiếc áo đó. Và cái áo thì mình lại mặc size là size small nhá, bởi vì cái size extra small ấy, nó lại còn làm cái phần ngực của mình nó bị hở, nó bị tòe ra hai bên hơn đấy. Đó, tháo ra khỏi mắt chỉ cho mọi người xem đó. Và kiểu đúng kiểu rất là tricky luôn, là kiểu rất là lộ mông luôn đấy. Mặc quần này không có tác dụng che chắn gì cả đó. Chắn được cái phần vùng tam giác ở đằng trước rồi đó. Thế nên là vì mình mặc áo rồi là mình đã mặc quần đâu, thế nên vẫn còn tác này. Đây có phải ren các thứ, trời ơi, nhìn cái đường may ở bên trong là cái quần nó chỉnh chu như thế này chưa đó, nó may theo ren các thứ đó. May như thế này, nó đẹp như thế này đó, xinh chưa đó. Sau này nó cũng có một cái họa tiết rất là nhỏ nhỏ đây nhá. Đó. Mình thích đồ của brand này bởi vì cái chi tiết cực kỳ nhỏ người ta đính trên quần áo ấy, nó làm cho cái bộ quần áo nó hơi nó khác đi so với cả những cái kiểu, so với những cái brand khác đó. Thế nên là kiểu mình bị cuồng. Thì mình nhớ không nhầm giá của em này mình mua cũng là 17 đô. Nói chung là giá gốc của nó là 39 đô và mình cũng mua được giảm 50% là 17 đô nha. Còn em này mình nhớ giá rẻ hơn đó. Em này mình mua với chỉ giá với 34 đô thôi. Thế nên là mình thấy rất là hợp lý. Và mình mặc thành một cái kiểu áo đi ra ngoài cũng được ấy. Thực sự thì nó hơi bị hở hang một tí, nhưng mà bởi vì mình ở Mỹ mà người ta cũng không có kiểu soi mói việc mình mặc đồ cho làm ấy. Thế nên là kiểu mình có thể mặc ra ngoài. Nhưng mà nếu mà bạn nào ở cái nơi mà nó kiểu chú ý với cách ăn mặc rồi là kiểu ít hở hang hơn này, hoặc là mọi người nào ở Hà Nội ấy, thì mọi người cũng nên tránh nhá. Hoặc là kiểu nên mặc cái áo khoác giống như mình này, mặc một cái áo sơ mi ở bên ngoài này, khoác này chỉ hơi hở hở ở giữa này thôi đó. Thì mọi người thì người ta cũng không có đánh giá nhiều các. Bây giờ mình sẽ đến với cả một chiếc kiểu bustier riêng nhá. Thực ra là mình rất là muốn mua cái underwear của cái này đi cùng á, cái thong đi cùng cái này. Bởi vì cái thong này cực kỳ xinh luôn, xinh lắm luôn ấy. Cái họa tiết này cũng thích luôn. Nhưng mà nó xoa nhanh quá, thế nên là mình không kịp mua ấy. Vì là ép ở giỏ rồi, xong cuối cùng là đến lúc mà mình check out ấy thì nó xoa mất rồi. Thế nên là mình chỉ có cái bustier của cái này thôi. Đây chính là chiếc thứ 5 thì phải. Đó, mình có trong bộ sưu tập Fuller & Lemon Laundry của mình. Đó. Thì mình tháo nó xuống. Đây chính là kiểu một cái bustier, nó như một cái kiểu corset luôn, chính xác nó là một cái corset này này, và nó cũng khá là dài nhá, mặc đến gần rốn của mình luôn á. Thế nên là nếu mà bạn nào thích kiểu crop top các thứ ấy, mặc lên cũng rất là xinh luôn. Thì đây là cái vải họa tiết này, nó hình trái tim. Cái này được ra trong bộ sưu tập Valentine 2022 của brand á. Nó ở đằng giữa này nó đúng theo kiểu dạng là cọc xe luôn. Thì ở đây nó là kiểu cái thanh kim loại ấy. Thanh này cũng mềm luôn, không cứng lắm đâu. Dài luôn ấy, nó không có kiểu ngắt giữa như thế này đâu. Đó. Nhưng mà nó cũng khá là mềm nhá. Và chỉ có và cái chỉ có cái khung này này, chỉ có cái underwire, tức là cái gọng ở dưới ngực ấy, thì nó đúng là kiểu thanh cứng thôi. Còn cái thanh kia rất là mềm, đó. Họa tiết rất là xinh đúng không? Nó dạng làm giả theo dạng cọc xe là nó được kiểu thắt có dây kéo này, nhưng mà thực ra là cái dây này chỉ để trưng thôi chứ không có tác dụng gì đâu. Cái này kiểu may hoàn toàn vào rồi, thế nên là cái phần đằng trước này mọi người sẽ không mặc kiểu để giống như kiểu có dây ấy, là mọi người sẽ mặc vào xong rồi kiểu kéo vào đằng sau luôn, nhưng mà nó sẽ có cái nút cài đằng trước nhá. Nhưng mà cái này ấy thì là hoàn toàn là mặc trực tiếp và không có nút cài đằng trước đâu. Đó. Đây cho mọi người nhìn xem. Cái này có hai lớp liền, tức là nó có may một cái lớp để kiểu che hết được cái phần đầu ngực ấy. Thế nên là mọi người mặc cái này ra ngoài luôn được á. Cái phần đây là phần dây này, cho mọi người nhìn xem. Phần dây của nó cũng được may rất là lạ luôn ấy. Kiểu nó không có trùng ấy, nó không phải kiểu nhàm chán một loại vải các thứ gì đó. Còn đây là phần đằng sau. Trời ơi, đây cũng có một cái gọi là mắc cài như bình thường nhá, như các cái loại bra các thứ mọi người nhìn thấy đúng không? Đó, nhưng mà đằng sau này, nó là cái phần, xin lỗi mọi người không biết cầm nào, cái phần đằng sau của nó ấy lại là kiểu tạo dây để cho mọi người nhìn thấy. Tạo dây buộc như thế này giống như kiểu một cái bra ấy. Thì mình nhìn cái chi tiết này mình cực kỳ ưng luôn, nhưng mà sau đó thì mình đã rất hối hận, cực kỳ hối hận. Mọi người biết sao không? Bởi vì mặc cái bustier này, mặc cái kiểu corset này á, cực kỳ khó khăn luôn được á. Nghĩ xem là mặc kiểu chui vào kiểu gì. Cái dạng này thì phải chui đúng không? Nếu mà bạn không muốn tháo hết được cái phần ren, cái phần
nút cài đây ra ấy, thì mọi người phải chui vào đúng không? Nhưng mà kể cả chui vào nó cực kỳ khó khăn luôn. Và đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái kiểu đồ nội y mà có khóa kéo. Đó, cho mọi người nhìn đi, khóa kéo này lật được cho mọi người chui đầu vào. Đó, mà không cần phải tháo hết cái này ra, bởi vì tháo hết cái này ra là lúc mà mọi người mặc vào nó đằng sau lưng thì mọi người kéo tay như thế này để kiểu để mặc cái này ạ, cực kỳ khó khăn luôn. Nhưng mà dù có vậy, khi mà mình kéo cái zip này này, nó cũng cực kỳ khó luôn rồi các. Mà kiểu cái này nó hơi bị chật so với mình nghĩ là mình nên mua một cái size to hơn. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên mua S, chứ mà mình mua XS thì hơi bị chật. Nhưng mà kiểu bởi vì là khi mà chật như thế thì cái đúng là cái form người của mọi người lên cực kỳ đẹp, lên sẽ đẹp hơn, tôn dáng hơn. Nhưng mà cái lúc mà mình mặc ấy nó cực kỳ khổ sở luôn rồi ấy. Mình mất đến tận 20 phút đánh vật với nó để chui vào. Xong rồi ai cài được cái này phần đằng sau đúng không? Mình phải kiểu lộn. Như bình thường mình phải lộn, mình phải kiểu xoay ra đằng trước để mặc. Nhưng mà khi để mà xoay ra đằng trước ấy, xong rồi xoay trở lại được cái phần đằng sau ấy, thì nó lại bị vướng. Bởi vì là cái phần này nó nhiều gọng quá, hoặc là một cái thiết kế kiểu gì ấy mà nó làm cho kiểu đẹp thì đẹp thật đấy, cực kỳ đẹp luôn. Thực sự là mặc lên cực kỳ tôn người, cực kỳ đẹp. Nhưng mà nó không có dễ mặc tí nào đâu. Thật sự khuyên thật sự với mọi người là không có dễ mặc. Mình không biết miêu tả như thế nào, nhưng mà cái cách mình mặc ấy, đúng là dựa mình mặc ngường như thế này này, để mình cài được hết cái nút đằng trước và được thắt được cái nơ ở đằng sau ấy. Đó, xong rồi bắt đầu mình xoay người để cái phần này ra đằng trước, thì nó cực kỳ khó xoay luôn. Dù là mình có kéo cái khóa này hay là không kéo khóa này. Đó. Thế nên là mình nghĩ là nếu mà bạn nào có cơ thể khoảng tầm vòng eo ấy, khoảng tầm 62, 64 đi, 64 đi, 64, 66, 68 và còn vòng ngực khoảng tầm 82, 84 đi, thì mọi người nên mặc size S nhá. Nên mặc size S, đừng mua size XS, vì XS nó kiểu bị chật mà cũng khó mặc ấy. Đó. Nhưng đây là một cái Boss thì một cái corset rất là đẹp, rất là xinh. Mọi người mặc ra ngoài cũng được, mặc đi chơi cũng được, mặc bên trong áo vest xong mặc cái này đang mặc cái này bên trong áo vest xong rồi mặc đó, thì kiểu tạo một cái feminine rất là xinh luôn đấy, một cái kiểu rất là đặc biệt, rất là đẹp luôn. Đây là một cái boss mình rất là yêu thích luôn, mình cũng mới mua thôi, chưa có gì mặc ra ngoài. Xong video hôm nay rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem video của Han nhà Han có mặc áo nha. Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong là mọi người sẽ luôn đón chờ các video tiếp theo của Han nha. Mong mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người nha.